anh Tài ơi, rau sách giùm ơi. À, Mỹ Nhân. Mỹ Nhân ơi. Trời đất ơi. Mỹ Nhân ơi. Mỹ Nhân ơi. Anh đang làm gì vậy? Hả? Đang ôm gái, không thấy hả? Trời ơi, sao mà đây anh cãi lại, anh chết trả lời như vậy luôn vậy? Bên với nhau đêm nào ta xây đắm bên nhau. Trời ơi. Ngày mai mười đi xa. Đi không? Vừa phải thôi nha. Dắt gái về nhà, người ta lén la lén lút, chứ ai đâu mà rình rình như vậy? Tại vì con tim anh đã lựa chọn khác rồi. Anh nói lại một lần nữa coi. Con tim anh lựa chọn khác rồi. Nè. Tôi làm vợ anh bao nhiêu năm nay, bất kỳ tật xấu gì tôi cũng chấp nhận được. Nhưng mà cái này là tôi không tha thứ đâu nha. Này. Cái gì vậy? Gì vậy? Con tim khác hả? Con tim hả? Ôi dạ. Mẹ ơi. Trời ơi. Giờ tha thứ nữa đâu. Mình ơi đau quá mình ơi. Là sao đấy? Con ơi, hiểu lầm thôi, bình tĩnh lại. Chị, nghe Lộc nè. Lộc. Chú. Chú có sao không? Bình tĩnh. Ngồi xuống. Bình tĩnh thôi. Bình tĩnh lại. Khoan. Ủa? Là sao vậy? Ông Tài. Cố. Trời, dữ vậy? Hả? Nội công thâm hậu quá ha. Là tụi anh dàn cảnh này để mà trị cái bệnh OCD của em. Dạ, đúng rồi đó. Điên hả? OCD mà tự nhiên dàn cảnh lấy cái tình cảm rồi lấy cái chuyện đánh ghen cho giỡn trời. Đúng rồi con. Thì phải lấy chứ. Bình tĩnh ngồi xuống, nghe chồng con giải thích. Thì phải lấy cái trò này. Thì em mới không để ý đi. Nè em coi đi. Nè đậu là dung dãi khắp nơi. Dép văng tùm lum mà con bình thường. Đó. Thấy không? Là em đâu có bị OCD đâu. Ha. Sao nãy giờ tay không luôn. Người không có khó chịu mẹ. Đúng rồi. Đó. Con người không mất rất khó chịu đúng không? Cái á. Nè nhưng mà qua cái vụ này á, mẹ mới thấy là khi mà con ghen con dữ dễ sợ luôn. Trời ơi, con dâu nhà mình mà mẹ. Vậy giờ là con hết bệnh rồi. Đúng rồi. Mẹ nói con nghe, có nghĩa làm những cái trò này nè, có như là cái gì mà con giữ trong lòng con bung ra hết. Cái gì con nhẹ con hiểu không? Chứ mà con nghe mà kỹ tính là tốt con, nhưng mà cứ con cứ gồng như vậy mà suốt nghe, con sẽ mệt mà con sẽ thành bệnh đó hiểu chưa? Bây giờ cái gì cũng vậy, một dừa ba phải thôi hiểu chưa con? Dạ. Ôi chúc mừng con. Hiểu chưa? Em hiểu rồi. Thôi mày nhẹ tay thôi nghe. Mày đi cấp cứu luôn. Còn lần sau nữa hả? Thôi nhân dịp vui gì thì mình đi ăn chúc mừng đi. Không. Giờ có mua đậu về nhà nấu chè ăn tại nhà luôn. Thôi cũng được. Nè, văng tùm lum hết rồi. Đây hả? Ủa, đậu mua nấu chè hả chị? Vậy đâu ăn được nữa. Thôi kệ, ra ngoài ăn. Ra ngoài ăn. Đợi con dọn sạch sẽ cái rồi đi ăn được không? Trời ơi.